Cái thứ hai là những cái tế bào gan bị nhốt trong cái túi gì đó, không có chức năng, không làm được gì nữa, coi như cầm đầu rồi. Như vậy sơ gan sẽ có hai hội chứng: tăng áp lực tĩnh mạch cửa và suy tĩnh mạch gan. Thấy chưa? Và hồi năm ngoái tôi đã dạy skill cho lớp này về hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa, đúng chưa? À, và tương đương tăng áp lực tĩnh mạch cửa khi khám là phải chú ý tìm luôn những dấu hiệu của suy tế bào gan, đúng không? Năm ngoái tôi dạy skill rồi, để chúng ta mình hiểu là tại sao nó gì vậy. Rồi, hai triệu chứng suy hội chứng suy tế bào gan là những cái triệu chứng, có hai nhóm triệu chứng là triệu chứng không đặc hiệu. Hồi nãy tụi em nhớ là mình học cái sơ gan còn buồn, bệnh nhân không có triệu chứng hoặc là triệu chứng không đặc hiệu là này. Suy tế bào gan đem nhiều chức năng, mệt mỏi, ăn uống kém, sụt cân, giống giống như hoa lao, bất cứ ung thư nào đó. À, thậm chí liên dương, tụi em liên dương, tụi em có nghĩ tụi em suy tế bào gan đi cắn nạc qua và mua hải cẩu hoàng để uống. Thế đâu có nghĩ suy tế gan, đúng không? Rồi giảm libido là cái gì? À, giảm ham muốn tình dục. À, ông nào giờ mấy phụ nữ mà cua quá không vui là đã rồi giảm libido. À, ở đây cái lớp em có ai vậy không? Lớp tôi là có người vậy, sao thầy chẩn đoán nó ra là thằng phụ già sang ba nhớ. Sang ba nhớ. Đó. Đó, có ai đi giảm libido, giảm ham muốn mà nghĩ mình suy nghe hay là khó tiêu, đâu có nghĩ vậy đấy. Cái này tụi em hay ai gặp mình giảm khả năng tập trung đó, tụi em học tối ngày buồn ngủ mà mình tới như lớp là muốn buồn rồi. À, cái này triệu chứng của em hay mệt mỏi thường xuyên, giảm khả năng tập trung, mệt mỏi ở nhà chơi game không, mệt mỏi đi học thì giảm khả năng tập trung và suy nghĩ nào vậy. À, ý là tôi nói là rằng triệu chứng không đặc hiệu rất là đa dạng, nó có thể làm mình nghĩ là mình đang lười biếng, có thể là thiếu máu, có thể là liên quan tới đường tình dục, hoặc thậm chí là khó tiêu tưởng là đau, hoặc là những triệu chứng mệt mỏi ăn kém giống như là hội chứng ra và đầu tư ở đâu đó. Triệu chứng không đặc hiệu ý tôi nói là vậy rồi chứ, mà nói đùa nãy giờ có những triệu chứng vậy đâu thể nào nghĩ ra, tụi em học không tập trung, tụi em nghĩ ra, suy cái đầu gan để thấy tự nhiên cái bài học yếu quá đi, học không nhớ được là có gì suy cái đầu gan, sơ gan còn buồn nè. Được chưa? Đây, triệu chứng đặc hiệu. Triệu chứng đặc hiệu là những triệu chứng khi mình thấy có đó là mình nghĩ nhiều nó bị cái đó. À, hồi nãy bị mấy kia không nghĩ nhiều rồi. Mấy triệu chứng này ví dụ vàng mắt, vàng da, sao mà bàn tay son, môi son, hay là nó có một cái nó co cơ đương chi trên, hoặc là phù chi quán bụng, những cái đó hướng mình tới là xuyên tế bào gan, hay là vú to nam giới, hoặc phi giải tiến về tới tuyến mang tai. Đây co cơ đương chi trên tức là bình thường em xe cái bàn tay mình ra mình coi đi, cái mô cái trong mô mình luôn luôn đầy đặn và không có những cái sở để co rút lại ở một cái này, gần mô út này như này, mình thấy co lại mô mình dù mình ốm thì nó ốm đều chứ nó không có những cái sở để co rút lõm gì vậy. Cái đó gọi là co cơ duy trì vàng. Khi có co cơ đó bạn nghĩ ngay đến con đường xuyên tế bào gan. Rồi lòng mạch tay son, lòng mạch tay son. À, tay mình đó, mình giờ bàn tay mình đi nó hồng đều, còn lòng bàn tay son nó hồng, nó tập trung ở đầu ngón tay và ở mu cái và mu, còn trong khi ở giữa thì nhờ cái đó là bàn tay son. Rồi rồi cái này môi son Hàn Quốc tụi em tự nhiên thấy môi mình đẹp ra, mình đánh môi son là không đi sang môi là rồi đó, dấu hiệu đặc hiệu của những cái đầu gan cái ngoài rồi. Sắc môi thì được đẹp, rồi có người đánh môi son đẹp mà tự nhiên thấy môi mình tự nhiên hồi đó không có đẹp, giờ thấy môi mình đẹp quá là rồi rồi là suy cái bầu gan thì đặc hiệu. Được chưa? Rồi sao mặt có một đặc điểm là xuất hiện cái gì trên ngoài da mà phía trên cơ hoành, phía trên cơ hoành nhớ được tôi xuất hiện ngoài da mà phải phía trên cơ hoành là sao mặt. Mình xúc huyết gan liền,
Đây, cái lỗ sa mạc điển hình là bên tay phải đó. Mình lấy cái kiến mình ấn vô nó mờ nó mất luôn. Đó. Mà nó là trên cơ hoành, tức là thường là cánh tay không có cánh tay là con. Trên cơ hoành mẹ đứng theo tư thế giải phẫu, nó thường xuất hiện phía trên cơ hoành. Cổ có, ngực có, lưng có, mà dưới cơ hoành là không có. Mặt có thể có. Rồi. Cái hình bên tay trái mình là sao mặt, hình bên tay phải là nốt bùi son rồi em. Nốt bùi son. Nốt bùi son về mặt y học là u lành mạch máu, không có gì hay ho hết. Hồi xưa tôi nhớ ông bà tôi nói có nốt bùi son là hơn, đó là giàu rồi. Nhưng mà về y học đó là u lành mạch máu, không có gì hơn hết á. Này vũ to nam giới. Vũ to nam giới. Cái này chịu cái móng ngắn. Móng ngắn này rất là đặc hiệu. Móng ngắn này nó khác móng ngắn của người bị thiếu máu rồi. Thiếu máu là nó chắc đều. Còn móng ngắn này giống như em sơn móng tay như highlight đỡ dính trắng nữa trên là. Cái triệu chứng này là triệu chứng của suy tế bào gan, nó gọi là triệu chứng móng trắng của suy tế bào gan. Em thấy hai màu rất là rõ, ở dưới trắng ở trên. Còn móng ngắn của thiếu máu là trắng đều. À, mình thấy cái ông này cái tuyến mang tay nó phì dài ra. Thì cái này thường là suy tế bào, cái này thường là suy tế bào gan trên người sơ gan do rượu là hay có phì dài tuyến mang tay. Cái này bụng bự cái màng da. Cái này bụng bự là phải thóc bị rốn luôn. Cái này phù chi cũng nằm trong xuyên tế bào gan. Phù chi này là do giảm albumin máu, giảm áp keo. Còn phù này là phù chim loi của em, tắc nghẽn. Tắc nghẽn này có thể là do dung chỉ hoặc là do viêm tắc tĩnh mạch chi dưới, nó đều phù được tắc nghẽn. Rồi. Hội chứng tăng áp lực cửa năm ngoái thì học rồi. Cái bài này năm ngoái tôi dạy trên QS rồi. Những triệu chứng mà không hoang mang ấy, mình đầu sứa rất to. Bệnh nhân giãn trên mặt thực quản nói nó tươi. Hoặc là nghe được cái tiếng tuần hoàn rồi, cái tuần hoàn ở cùng rốn. Năm ngoái tôi dạy lần này rất là kỹ cái bài tăng áp, hội chứng tăng áp cửa rồi. Đấy, cái tuần hoàn bằng nghệ. Nó đầy đó, nó này mình gọi là đầu sữa. Nó tuần hoàn bằng nghệ với máng bụng. Cái này rất to. Cái hội chứng tăng áp cửa đập cửa là cái năm ngoái là cái bài của tôi dạy rất là kỹ bằng QS. Cái cách phát hiện, rồi cái cách chiều dòng máu chảy. Rồi bệnh nhân tăng áp cửa hay nhập viện lý do gì, đúng không? Phải hỏi cái gì? À, cái là cái kỹ năng. Thì năm nay chị áp vô cái bài này rồi, tôi chỉ nhắc lại đây chút thôi, được chưa? Rồi. Một cái vấn đề của em hay quan tâm là khi sơ gan thì mình khám gan mình thấy cái gì? Thì thông thường khi đã sơ gan thì thường gan nó teo rồi, cho đến khi nào to. Đa số là sơ gan teo. Còn giai đoạn đầu thì mới là sơ gan to. Mà giai đoạn đầu thì thường là sơ gan còn phù, bệnh nhân đâu có đi khám bệnh. Do đó khi khám gan trên người mình đi sơ gan, chủ yếu là mình chú ý coi sờ có được gan to hay là có u gan hay không là cái quan trọng. Bởi vì sơ gan hay có biến chứng là ung thư. Rồi. Cái này cái hình là tóm tắt mấy triệu chứng cơ năng. Những cái gì thuộc về symptom là triệu chứng cơ năng. Còn sign là triệu chứng thực thể, tức là mình thấy được. Còn symptom là cái triệu chứng người ta khai. Có những cái ví dụ triệu chứng cơ năng nó trùng với thực thể. Ví dụ em thấy abdominal swelling là bụng to thì bên kia mình có thể cảm thấy bán bụng, hai cái nó trùng nhau. Rồi, đó là về triệu chứng. Thế về phần lâm sàng, mình làm cái gì? Thế khi mình khám người ta đi, mình nghi ngờ sơ gan thì mình sẽ làm, mình xét nghiệm.
những cái thông thường nhất là thường thường bệnh nhân nào mình chưa có định hướng gì mình hay làm là mình làm một cái công thức máu, mình làm một cái công thức cái chức năng thận, một cái nước tiểu và cái sức khỏe phổi là cái thông thường nhất, mình chưa có cái định hướng gì đó là mình hay là thì cái đó người ta gọi là xét nghiệm thường quy. Thì thường thường những xét nghiệm thường quy đó thì thường thường mình hay thấy là giảm mấy cái tế bào máu đó là do hiện tượng là cường lắm, do hiện tượng cường lắm. Bởi vì khi mình bị tăng áp lực ở mạch cửa thì dòng máu đi qua lách rất là lớn, mà lách là cái mồn vô của những cái dòng tế bào máu. Do đó khi mình có tăng áp lực ở mạch cửa thì dòng máu đi qua lách rất là lớn, trong đó nó sẽ tăng bắt giữ những tế bào máu lại. Do đó khi mình làm một cái xét nghiệm thông thường nhất, thường quy, tức là công thức máu, chức năng thận, nước tiểu và điện giải phổi, thì thường thường ở bệnh nhân sơ gan mình hay gặp nhất là hiện tượng giảm mấy cái tế bào máu là do hiện tượng cường lắm. Rồi, thế nên khi đó là xét nghiệm là thường quy ban đầu chưa định hướng gì đó rồi. Thế xét nghiệm chuyên sâu khi mình nghi ngờ, bệnh nhân bị sơ gan thì mình sẽ tập trung vào những xét nghiệm để đánh giá coi bệnh nhân này có suy cái lồng gan thiệt không, nó tăng áp lực tĩnh mạch cửa thiệt không. Hồi nãy là chỉ chiến lâm sàng ra, nhưng mà cận lâm sàng nó cũng có những cái để nó gợi ra có suy cái lồng gan không, có tăng áp lực tĩnh mạch cửa hay không. Thí dụ dấu suy cái lồng gan trên cận lâm sàng là người ta thử thấy cái tê quy tức là thời gian đông máu, có hai cái TQ và TCK. TQ tiếng Anh nó gọi là PT, còn TCK tiếng Anh nó gọi là APTT. TQ là mấy thầy trong hệ pháp hay dùng TQ và TCK, tức là con đường thông máu nội sinh với ngoại sinh đó. Thì nếu mà xài tiếng Anh thì là PT, còn cái tiếng Pháp là TQ. Thì suy cái lồng gan là cũng tính PT tiếng Anh hay là TQ hay tiếng Pháp thì nó kéo dài. Đạm nó giảm, albumin nó giảm và globulin nó tăng, tỷ lệ A2C trên đảo. Cái bài thăm dò chức năng thăm dò về cận lâm sàng về tiêu hóa của đường dài của em đó, chung mình luôn nhắc lại cái này thì dấu suy tế bào gan nó có ba chuyện, một là TQ kéo dài, albumin giảm, globulin tăng, do đó tỷ lệ A2C đảo dưới một, người bình thường là trên một. Bilirubin tăng là kiểu hỗn hợp hoặc trực tiếp. Men gan thì tăng hay giảm không quan trọng. Bởi vì khi gan đã sơ cứng rồi thì thường thường tế bào gan không có còn nhiều nữa, chết hết rồi. Theo cái sinh lý bệnh chết được hết rồi, toàn là mô sơ thôi mà. Trong ra men gan thường không có tăng nhiều. Men gan thường tăng không có nhiều. Dưới 200. Và men gan tăng nhiều hay ít không nói lên là gan suy nhiều hay ít. Men gan tăng nhiều hay ít chỉ nói lên là chuyện thứ nhất là tế bào gan còn nhiều hay ít, cái thứ hai là tế bào gan có đang bị hủy hoại nhiều hay ít, chứ không nói lên là gan này suy nhiều hay ít. Được chưa? Đó, được chưa? Rồi, rồi mình xét nghiệm máu, mình tìm những cái nguyên nhân, mình tìm cái chất ferritin trong bệnh nhân ứ sắt, mình tìm mấy cái kháng thể kháng nhân hay là kháng thể kháng ti thể để xem coi nó có, mình tìm nguyên nhân sơ gan là cái gì. Rồi một trong những cái chuyện quan trọng nhất là người sơ gan hay nhập viện vì cái bụng to. Bụng to nó rất là nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân sơ gan. Lao màng bụng nó quen học bài lao tiêu hóa này làm vậy, bụng to, bụng bự, suy tim suy thận cũng đều có. Như vậy mình phải chọn cái dịch bán nó ra, mình đem mình thử một cọc thí nghiệm. Nếu đúng nó là sơ gan thì nó là dịch thấm, mà dịch thấm thì nó phải khóa 1, 2, 3, 4 cái điều được. Bây giờ có nghĩa là đạm nó thấp, NLDH nó thấp, tỷ lệ đạm những dịch bán chia cho đạm não thấp và tế bào thấp. Được chưa? Nếu đúng là dịch sơ gan mình chọc ra, mình thử mấy cái tiêu chí đó, mình thấy đó là dịch thấm. Dịch thấm phải thỏa 4 tiêu chí trên. Thứ hai là nếu là sơ gan thì cái dịch đó là có cơ chế là tăng áp lực từ mạch cửa,
thì nó phải có chỉ số SARG GAS. Có nghĩa lấy albumin máu, chỉ số SARG là albumin máu trừ cho albumin trong dịch lát phải lớn hơn 11 gram. Rồi, được chưa? À, như vậy người sơ gan thấy nhập viện mình bắt bụng mà nhìn cái bụng vỡ mình khá không, mình nghi ngờ là sơ gan thì mình đọc một cái chọc cái nước đó ra thì mình thử để mình coi cái này có nhiễm khuẩn hay không. Cái thứ hai mình coi cái này có chỉ số các SARG cao hay không. Nếu có cả hai cái đó thì cái này mình nghĩ nhiều, cái này là cái bụng máng là bụng máng của sơ gan, được chưa? Còn mình khám lâm sàng là mình chỉ nghi ngờ thôi, được chưa? Rồi cái chẩn đoán hình ảnh cái hội chứng tăng áp lực ở mặt cửa, đôi khi mình khám ở ngoài mình không thấy thì mình sẽ dùng ví dụ như dạng của mặt thực quản làm sao thấy được, phải đưa cái ống soi vô mới thấy dạng của mặt thực quản, dạng của mặt dạ dày. Cái lớp to mà cái lớp to đủ mổ nhỏ quá đôi khi khám sờ không thấy, phải siêu âm mới thấy. Hay là phải cái tuần hoàn rốn chỗ dây càng tròn đôi khi đó cái dòng máu chảy rất là nhỏ, mình đã cáo nghe mà không nghe là có tiếng venous không, nhưng mà mình siêu âm mình thấy cái chỗ dây càng tròn nó có không lại, nó có khoảng trống cửa thì mình biết là nó tái lập tuần hoàn rốn. Đấy, đây là dạng tinh mạch thực quản trên nội soi là nó bị xuất huyết, dạng tinh mạch dạ dày nó bị xuất huyết đó. Mấy người cái bệnh dạ dày đang ở cửa đây, cái mũi tên đen á là người ta thấy là cái dây chằng tròn á nó thông lại thành nó màu đen, tức là con áo chảy trong đó. Bình thường dây chằng tròn nó có thông vậy, nó cứng lại rồi, tức là nói lên mình nên bị tăng áp lực tinh mạch cửa. Rồi siêu âm ngoài cái chuyện đó nó còn giúp mình phát hiện hình ảnh đại thể của sơ gan, nó giúp mình phát hiện hình ảnh đại thể của sơ gan. Có nghĩa là hồi nãy mình nhớ cái hình mà soi ổ bụng thấy nốt to nốt nhỏ không, hình đầu tiên á, cái đứa đâu thể nào của em chẳng nói sơ gan biểu mổ bụng ra tôi coi cái gan có vậy hay không. Người ta phải dán cái siêu âm, người ta coi cái độ phản âm của cái mô sơ nó khác với là mô gan bình thường, có dày lên hay không, cái bờ gan nó có gồ ghề hay không, để ta dán biết là biết được cái hình ảnh giống như mình soi ổ, hiểu được không? Cái đâu phải để chẩn đoán sơ gan rồi để tôi soi ổ bụng tôi dòm cái gan nó vậy không, hay là mổ bụng lên tôi coi cái gan nó có để không, tham gia mình là phải dán tiếp dùng siêu âm để không có xâm lấn, được không? Này rồi cái giờ đi tiếp, tiêu chuẩn vàng chẩn đoán sơ gan theo định nghĩa phải là sinh thiết gan để nhìn, và thật sự thì cũng ít ai thực hiện bởi vì nó là xét nghiệm rất là xâm lấn và nó có nhiều biến chứng, ví dụ chảy máu vân vân. Trong lời giải thích đôi khi bệnh nhân không chấp nhận, thế thường thường là người ta đánh được cái khác điểm mức độ sơ hóa rất là lỏng. Đây cái khi sinh thiết gan tụi em thấy mấy màu trắng 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 á là mấy hồ sơ á, khi nhìn với sinh thiết gan á mà nhìn những cái nhân viên nó không định ra giai đoạn F1, F2, F3 là rất là rõ cái hình mô hình ra cho tụi em thấy nắm được chưa. Thế nhưng mà thực tế thì mình ít dùng cái này. Rồi thế bây giờ thực tế chẩn đoán mình làm gì, thực tế để chẩn đoán đơn xác định sơ gan mình làm gì? Mình có 2 trong 4 tiêu chuẩn, cái này đơn giản nhất. Bệnh nhân có một là dấu hiệu suy yếu gan khám trên lâm sàng và dấu đặc hiệu nha, hoặc là trên cận lâm sàng mình thấy 3 dấu hiệu: tên quy kéo dài, a trên g đảo với tăng bilirubin, hoặc là em thấy dấu hiệu tăng áp lực cửa em khám được, hoặc nếu em không khám được thì em nội soi em thấy, hoặc là em siêu âm em thấy tuần hoàn rốn gì đó. Dấu hiệu thứ ba là nếu em khám được gan to chắc, hoặc là em siêu âm em thấy hình ảnh là gan gồ ghề con đều có khoảng âm dày thì đều là dấu hiệu số 3, tiêu chuẩn cơ bản. Dấu hiệu số 4, do đó chỉ có tiền sử sơ gan thì không có chẩn đoán được là sơ gan, lỡ những người tiêu chứng chẩn đoán sai ra đúng không, được chưa? Em cần 2 trong 4 dấu hiệu tiêu chuẩn đó thì chẩn đoán sơ gan.
đó là kinh tế Việt Nam mình có thể áp dụng. Rồi, tiêu chuẩn kế đến là tiêu chuẩn Bonacini. Tiêu chuẩn Bonacini cái này mới. Lâm sàng phải nghi ngờ, tức là quay lại trở về lâm sàng. Bệnh nhân đi khám bệnh vì lý do gì? Vì chán ăn, vì xuất huyết tiêu hóa, vì vàng mắt vàng da. Em khám em có nghi ngờ dấu suy đều gan, nghi ngờ có tăng áp lực tĩnh mạch cửa, thì em được quyền dùng chỉ số Bonacini để em chẩn đoán sơ gan. Chỉ số Bonacini nói là gì? Nó tính điểm. Tức là em phải làm những cái lâm sàng hết rồi em nghi ngờ rồi. Rồi, đó, rồi. Thứ nhất, INE tức là TQ đó tụi em. TQ, INE. Thế thì tiểu cầu, nó coi tiểu cầu bao nhiêu á. Ví dụ tiểu cầu bệnh nhân là 100 ngàn thì là nó rơi vô 4 điểm. Chỉ số lấy ALT, GAST, ALT là SCPT, AST là SCOT. Đó. Thế mình cứ tính ra mình cộng điểm lại trên 7 điểm, lâm sàng phải có nghi ngờ, phải lâm sàng để ý sơ gan. Làm thêm chỉ số Bonacini này nữa. Ví dụ bệnh nhân lâm sàng là bán bụng, em chọc việc bán ra. Bệnh nhân đi khám bệnh gì phù chân với bụng bự quá. Em đi khám, em nghi ngờ cả sơ gan. Em chọc việc bán ra, em thấy gì thấm. Rồi em thấy là chỉ số SA đề cao. Rồi em thử chức năng thận thấy bình thường. Em thử tổng mức thức tiểu thấy bình thường. Em kiểm tra tim mình thấy bình thường, em siêu âm mình thấy không có u gan, nghi ngờ các thầy sơ gan. Để em làm chỉ số Bonacini em cộng lại trên 7 điểm để em kết luận ca này là sơ gan được. Chứ không có phải cái người bình thường cũng đè ra làm chỉ số Bonacini, hiểu ý chưa? Người bình thường cũng có điểm luôn. Em thử bán được năm, thử 10 năm nó có điểm hết á. Cái này là mấy điểm thôi. Và cái nhân cách làm chẩn đoán phân biệt. Được chưa? Rõ chưa? Ví dụ cái thằng mà ung thư đầu tụy nó bị tắc mạch, nó vàng da thì ASPAT vẫn thay đổi tiểu cầu, vẫn thay đổi DNA vẫn thay, nhưng mà đương nhiên em phải có nghi ngờ để em làm những xét nghiệm để em loại trừ. Ví dụ cái thằng suy thận nó bị phù chân bán bụng, ASPAT nó vẫn có thể thay đổi vậy, tiểu cầu nó vẫn có thể thay đổi, DNA nó vẫn có thể thay đổi, cái đó phải dựa vào lập trình mình nghi ngờ, mình loại trừ một số cái bất thường nhất. Rồi mình áp dụng tiêu chuẩn này vô cho mình chẩn đoán là sơ gan, chứ không phải áp dụng máy móc như toán học, hiểu biết chưa? Được chưa? Rõ được chưa? Rồi sau cái câu chẩn đoán sơ gan thì mình phải chẩn đoán độ nặng theo chai. Chai là cái tên trong đó đó, giống như Việt Nam mình có tên là bé vậy đó, ai nhỏ Việt Nam mình có một tên nhỏ bé. Anh nó cũng có thằng tên trai, trai là tên trong đó, mẹ em bé tên là em bé ra. À, tụi em đã sáng thế ra một cái tiêu chuẩn gì đó thì 20, 50 năm sau lúc tụi em chết rồi đó, sinh viên nó học cái tên của em vậy thôi. Này là tiêu chuẩn trai là tốc độ sơ gan. Khi em thấy nói sơ gan rồi em phải nói ca này là trai A, B, C. Thế thì mình cứ căng hai cái chẩn đoán sơ gan rồi thì mình sẽ coi cái điểm, ví dụ bilirubin bệnh nhân bao nhiêu điểm, albumin bao nhiêu điểm, bán bụng bao nhiêu điểm, mình cộng lại là nó có thể là cái bilirubin nó 1 điểm, albumin nó 2 điểm, TQ nó 2 điểm, bán bụng nó 1 điểm, homogen nó 1 điểm luôn. Tức là mình nếu mình cộng lại hết từng một điểm chứ không nhất thiết phải đọc trên một bộ ra, mình cộng lại thì mình coi nó như vậy. Chẩn đoán sơ gan xong phải nói là chai A, B hay C, giống như suy tim chẩn đoán xong phải nói là suy tim độ 1, 2, 3, 4 theo nghi nghi hàng, nó là chuẩn như vậy. Được chưa? Rồi. Rồi. Anh chẩn đoán phân biệt. Anh chẩn đoán phân biệt đối với người Pháp thì là quan trọng, nhưng mà đối với người Mỹ không quan trọng. Người Mỹ đưa chẩn đoán phân biệt là như vậy. Cái người sơ gan hay vô viện vì những bệnh cảnh này. Mà khi người ta vô viện vì những bệnh cảnh đó thì em cẩn thận có những bệnh cũng có bệnh cảnh giống như vậy để được rõ. Ví dụ, người sơ gan có thể nhập viện vì những bệnh cảnh, trong bệnh cảnh vàng mặt vàng da thì nhập viện.
Thì như vậy một người về mắt vàng da cần phải chú ý, ngoài sơ gan còn có viêm gan cấp, còn có thắc mật, còn có tái huyết. Em phải làm việc đó một điểm là em coi có đúng là bệnh can này còn phải thắc mật, tức là không có phải tăng phốt pha tạc kỳ, can này không có tái huyết, tiêu viêm chủ yếu là trực tiếp chứ không phải gián tiếp. Lưu ý là được chưa? Người sơ gan có thể nhập viện vì bệnh cảnh bụng bự với bụng chân. Thế khi người ta bị bụng bự với bụng chân thì phải lưu ý có những nguyên nhân khác ngoài sơ gan. Thí dụ lao một ung thư màng bụng hay là suy tim suy thận thì cần phải phân tích chẩn đoán và khám toàn diện để mà được. Người Mỹ cũng có quan trọng là cái vấn đề bao nhiêu này. Người Pháp rất quan trọng, cho đó ngày xưa tôi đi học mấy thầy thời Tây, tôi đi học cái này gần 30 năm rồi. Mấy thầy thời Tây học sinh, sinh viên nào nghĩ là 10 chấm nốt công việc là nó giỏi. Nhưng mà người Mỹ không quan trọng. Cái bệnh sơ gan nó có thể đi nhập viện vì những bệnh cảnh nào. Và khi gặp bệnh cảnh đó, đừng chỉ nhớ tới sơ gan mà còn có những bệnh kia. Mình phải coi lại cái bệnh tắc mật nó có giống vậy không? Được chưa? Ví dụ người sơ gan sẽ đi nhập viện vì bệnh cảnh vàng da thì phải cẩn thận. Có những bệnh cũng có thể gây vàng da, mình cần phải chú ý loại trừ những bệnh đó trước khi mình nói là sơ gan. Hiểu được chưa? Người sơ gan có thể nhập viện vì bệnh cảnh bụng bự, phù chân. Người sơ gan có thể đi nhập viện có vàng da vì bệnh cảnh hôn mê gan, tức là nó ngủ hoài nó tỉnh. Thì coi chừng bệnh nhân bị tiểu đường mà không biết, coi chừng bệnh nhân bị viêm màng não tai biến mạch não nặng. Và một cái bệnh cảnh rất hay gặp là người sơ gan hoàn toàn biết mình bị sơ gan cho đến khi xuất huyết tiêu hóa mới được nhập viện. Là coi trên mình chẩn đoán là xuất huyết tiêu hóa do lét dạ dày, nhất là với những người còn trẻ mà sơ gan rồi mà khám lâm sàng nó không có rõ thì hãy đi đâu chữa lét dạ dày. Được chưa? Nói chưa? Thì chẩn đoán một điều không quan trọng mà nó là trong cái bệnh cảnh thì mình đi, mình gặp bệnh nhân thì mình nhớ. Rồi, thấy đến chứ? Đó, biến chứng của sơ gan nó có hôn mê gan, nhiễm trùng, thì trong đó quan trọng là nhiễm trùng dịch tễ, ung thư gan và hội chứng gan thận. Còn bài xuất huyết tiêu hóa thì mình coi tụi em còn bài riêng nha. Rồi, thấy biến chứng đây gọi là hội chứng hôn mê gan. Lại một lần nữa mình lại nhìn sai nhưng mà tôi bị ảnh hưởng từ mấy thầy từ thầy Tây đến giờ. Gọi là hôn mê gan chính xác tiếng Anh nó gọi là hepatic encephalopathy, tức là bệnh não do suy gan, nó gọi là bệnh não gan. Nhưng mà giờ khi mình gặp cái thầy đến chỗ mình nói bệnh não gan, cái thầy nói gì vậy, nó quen cái chữ hôn mê gan rất là được rồi. Chính xác sẽ là hepatic encephalopathy. Tôi đề tiếng Anh cho tụi em quen, anh mọi người quen cái chữ hôn mê gan rồi. Rồi, nhưng mà nhớ chính của nó là bệnh não gan. Rồi, cơ chế bệnh não gan có hai cơ chế chính là tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Tăng áp lực tĩnh mạch cửa nên là em biết là cái gan mình cực kỳ quan trọng, nó là cái chốt chặn tất cả những chất độc và chất lạ đi vào cơ thể theo đường tiêu hóa. Cái độc đã giải phẫu của mình đi, tất cả những cái gì ruột, gan, bao tử, lách đều đổ về hệ tĩnh mạch cửa, không thể nào chạy thoát đi đâu được. Mà tĩnh mạch cửa sẽ đổ về gan để gan chặn lại, lọc hết độc chất, lọc hết vi trùng mình mới đổ vào ruột và mỡ. Cơ thể mình rất là mạnh mẽ. Do đó khi em bị tăng áp lực tĩnh mạch cửa, nó xuất hiện những cái tuần hoàn màng hệ, xuất hiện những cái dạng tĩnh mạch thực quản, xuất hiện con nối trĩ, tức đó là những đường nối tắc. Như vậy những cái vật lạ hoặc là nhất là những cái độc chất từ đường tiêu hóa nó có được gan đậu lại không? Không, nó đi ra đường nội tắc tiến thẳng vào hệ tuần hoàn. Do đó người bị bệnh sơ gan là rất dễ vào hôn mê gan. Cái thứ hai
là người bị suy tế bào gan thì những cái động chất như amoniac, những cái axit amin thơm là những chất chuyển truyền đường tinh giả là nó xuất hiện đầy gan, nó không có thải hết được, chứ là nó chuyển hóa dễ dàng thì nó xuất hiện. Ngoài amoniac nó còn cả axit amin thơm nữa. Axit amin thơm là những axit amin mà có cái phòng benzen đó, là cái phòng benzen đó là cái nguyên nhân là gây hôn mê. Bởi vì tụi em thấy phụ nữ đẹp mà thơm tho là nguy hiểm, thơm là nguy hiểm, axit amin thơm hôn mê gan nó dẫn chết đó. Đó là lịch sử Trung Hoa đã ghi lại bao nhiêu người tấn quân Du chết vì axit amin thơm, tức là phụ nữ rất là phụ nữ là axit amin thơm, nhớ cho tôi vậy đó, nguy hiểm vô cùng đó. Okay. Rồi, yếu tố thúc đẩy. Đây. Thế nhưng cái người sơ gan rất là hay, cơ thể là họ quen rồi, thường thường nó quen với axit amin thơm rồi, nó quen với là amoniac rồi, nó quen ít bị omega nó cũng là chút thôi, hay là lời chút thôi, nhưng mà không mê. Nhưng mà khi có yếu tố thúc đẩy, ví dụ như xuất huyết điều hòa, dùng lợi tiểu quá nhiều, dùng ngang thần quá nhiều, hay là bị nhiễm trùng trực ban, thì nó sẽ rơi vào hôn mê. Nhớ chưa? Mặc dù cơ chế chính là hai cái đó, nhưng mà thường thường nếu không có yếu tố thúc đẩy là ít khi nó rơi vô hôn mê gan mà tới mê luôn à. Mà nó phải có thúc đẩy nó mới rơi vô hôn mê gan. Rồi, tới khi hôn mê gan thì nó là rối loạn vi giác không giống thần kinh không đúng à, tức là nó không có lịa, nó không có lịa cái viêm ba viêm bảy, nó không có yếu nửa người, hay không có hội chứng mạng não cổ đường. Cái đó là dấu hình định vị, dấu hình kinh nó là khiến định vị của mình cái vùng tổn thương trên não. Còn cái này nó lơ mơ lơ mơ, cái đó là hôn mê do chuyển hóa không ảnh hưởng gì đây, là một cái tổn thương thực thể nào trên cái trung ương thì người ta gọi là rối loạn vi giác mà không dấu thần kinh cũng đúng rồi. Ví dụ em hôn mê mà liệt tay trái có nghĩa là có tổn thương một quả thận gì đâu, hay là em hôn mê mà em liệt hai chi dưới là đó là dấu thần kinh cũng đúng, hay là em hôn mê mà em liệt gan số 7 bên phải là dấu thần kinh cũng đúng, hay là em hôn mê mà có dấu cổ đường là dấu thần kinh, đó là dấu thần kinh cũng đúng. Hiểu được chưa? Rồi. À, dấu đúng vậy là chồng bàn tay rồi. Không phải đúng kiểu mà dày đúng này, nó rung cái cổ tay, cái dơ ra rung cổ tay. Còn rung cái ngọn này là rung của cường giao cảm. Ví dụ em hồi hộp em rung những cái tay người rung, hay là cường giao nó cũng rung do cường giao cảm. Còn rung vẫy của sơ gan là nó rung cái cổ tay, chứ phải rung ngón tay.